review cho các bác một đôi loa Mỹ cổ sản xuất tại Mỹ luôn các bác nhé. Bạn mắc in tóc ML1C với cấu hình căng sẽ chia ra làm hai khối độc lập. Từ trước đến nay em thấy những cái dòng căng của những cái dòng loa Mỹ hoặc là những dòng loa Nhật cổ chưa có đôi nào mà căng nó đẹp, nó thiết kế sang trọng và độc đáo như cái dòng mắc in tóc này. ML1C là một sản phẩm sản xuất tại Mỹ những cái thập niên đầu 70. Chất âm bạn ấy cực hay. Những cái đôi loa mà được nhiều các bác kỹ tai cầu toàn chuyên dùng. Đây nha các bác nhé. Đấy, căng của bạn này khá là đặng. Khi mà cái đôi căng này không còn, các bác đóng 3 triệu cũng không đóng được những cái đôi căng easy phỏng như cái hàng nguyên bản. Mắc in tóc ML1C trước mắt các bác là các bác ngắm. Đầu tiên sẽ là một bát 30. Sau đó các bác nhìn thấy một chiếc chung. Nhưng mà các bác nào cũng bảo là bát nên không phải bát đâu các bác ạ. Nó chung ấy. Một chiếc chung nhé. Chung này là chung to đại của lồ bằng những cái đôi loa bát độc lập của những dòng JBL LX1000 thì cũng sở hữu những cái bản bát 20. Đấy, giống như bản chung to đại của lồ của Mark Intoc ML1C. Và thêm nữa là các bác nhìn thấy ở cái khung đấy, cái lưới bảo vệ nó sẽ có một cái chiếc chung và một chiếc tép còi. Mark Intoc ML1C có chiều cao lên đến 66 lộc lộc các bác nhé. Thông số rất là đẹp. Chắc là các bác Mỹ thiết kế là cũng có những cái thông số lộc để anh em chơi mang về cho gia đình, không những nghe hay bảy đẹp và lại còn nhiều lộc cho gia đình. Ngang là 38 cm và chiều sâu là 33,8 cm khi các bác đóng căng nhé. Em thấy cái gì cũng liên quan đến phát tài, phát lộc, lộc lộc. ML1C. Đây em quay đằng sau cho các bác nhé, thành phép của bạn đây. Chờ khá của bạn này là 8 ohm nhé, mắc mic in USA để thông số Mark Intoc ML1C, hàng đẹp keng. Giá em để cho các bác rất tốt cho đôi loa Mark Intoc ML1C loa cổ. Clip sau mời các bác thẩm âm và nghe nhạc, giá em để tiêu đề tin cho các bác nhé. Bên em thì không chuyên những cái dòng mà loa cổ nên là giá em sẽ để cho các bác cực cực kỳ là tốt.